សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងមាតាបិតាសិស្សអ្នកព្យាបាលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយណាកូនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីលេខប៉ុន្មានកូនទាំងអស់គ្នាចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជាបុរេកណិតចាគឺចំណងជើងសង្កលលេខនិងចំនួនលេខចាអញ្ចឹងដឹងថាតើថ្
ta ta lệch này chia lệch bồn mến con tập ọc ní Chà lệch bồn mến con prap nẹ kru bàn ọt Chà lệch bồn mến con Chà cứ lệch pram Pram pì Chà con tha tập ọc ní Lệch pram pì mà đoàn tiết Lệch pram pì chà Chân ca bì sạp bà đà môn Dương bàn sạc xa ông pì lệch pram Pram pì nó con Chà ta ở lời con chăm tam đàn chì mùi nẹ kru Ở lời nẹ kru bật lệch pram pì nơi con này ní Chà ta Chẳng, các bí sạp đà môn con tên ốc nha bàn sạc xa ông bí lê prám Prám bí tọc Ấy lời dương mập tam đàn ông bí châm nuôn prám bí tên ốc nha Chà, Ấy lời nhạc rù miên bàn rụp hiệp nì Chà, ní cứ chìa bàn rụp hiệp rồi bọt nhạc rù Chà, con mớ ta chìa rụp hiệp ấy Cốt, chà cứ chìa bập hệt phái chờ mẹn ớt Ta chìa phái ở vấy Chà, Ấy lời con chăm sạp nhạc rù prám nó con Chà, ní cứ chìa phái một khột nó con Phái một khột nó con Con tha tên ốc nha Phái một khột Chẳng chẳng nó tha ta phái một khột rồi bọt nhạc rù miên chùm nôn Còn mà dừng rộp tên ốc nha nó con nó Chà, chẳng ngọc banh mấy nhạc rù ban xua con tên ốc nha tha Sạp đà mất dương sạc xa đo lệch bồn mà Chẳng con tên ốc nha mang pram nhạc rù tha Còn bàn riêng đo lệch pram Pram pì ở lời dương mà rộp chùm nôn pram pì tên ốc nha nó con nó Chà, ta ở lời dương rộp hay dương bật nực kháng kào ní ná Ta nhạc rù rộp hơi Muối Tí Bấy Chà, nhạc rù bật bàn bấy nó dương rộp bằng to tiết cốt Bốn Chà, bàn bốn nhạc rù nơi tiết Toàn ốc hóng Ta, ở lời dương rộp bằng to tiết Ông banh mấy dương rộp đo con màn này cốt Châm luôn con màn Chà, bốn mẹ nó Ta, ở lời con rộp to Pram Pram muối Pram pì Chà, chấn Ní cứ chia lệch nâng chồng nuôn đấy Đại dương riêng ca phía sạp đà môn Cứ lệch pram pì nâng chồng nuôn pram pì Chà, ta ở lời thay nì Dương nâng sạc xa ông tì lệch thamay mùi tiết nè con Chà, chấn sạp đà môn Con bàn sạc xa đo lệch Lệch pram pì Chấn nâng nông thay nì Dương nâng riêng lệch đầy nơi bần tốt Pì lệch pram pì Con lệch bồn mán Chà, cứ lệch pram Pram bầy nó cốt, con tha tiếng ốc ní lệch pram bầy Chà một đoàn tiết, lệch pram bầy Chà tha ai khăn khăn một đoàn tiết cốt, lệch pram bầy Chà chân ngay ní, dân nâng sắc xa ông phi lệch mùi ní Cứ lệch pram, pram bầy nó cốt Chà dân sắc xa ông phi lệch nâng chầm nuôn lệch pram bầy tiếng ốc ní Chà chắc con tiếng ốc ní Dương một mờ rụp hiệp tiền ọc nha chứ mùi nẹ cổ rú Chà, chẳng con mơ mơ nha chìa rụp hiệp rồi bỏ nẹ cổ rú Ta chìa phai ấy con Chà, cứ phai ở lập nó con Chẳng chẳng đang tha Ta nẹ cổ rú miên phai ở lập chùm nôn phần màn chẳng Ngày ní, dương sạc xa ông bì lệch bàm bầy Chẳng dương trời rộp phai rụp phai ở lập ní Thơ vơ giang mất Ở cổ rụp chùm nôn bàm bầy Ta, ở lời con mơ rộp chìa mùi nẹ cổ rú tiền ọc nha con Chà, ta, ở lời con rộp Ta này cổ rụt bất ta muối Chà, bàn muối nó cốt Ta rộp ta tiết Pí Bấy Bốn Ôi, này cổ rụt bàn bốn này, này cổ rụt nâng miên tiết con Ở toàn ở hề Chẳng chăm luôn rồi bao giờ cứ trơ đồng rơ ở xe nâng prám Prám bây ở lời dân bàn bốn này cổ rộp con to tiết Prám Prám muối Pram pí Đó con, pram pí Chà, nâng trong khai kế Phần mang con Chà, cứ pram Pram bầy Chớm nẹ kru miên bàn rụp hiếp Chầm nuôn pram bầy Đại tệ tôn tư nâng lệch pram bầy nì Nà con Chà, tỏ, ai lời con tặng ốc nì Nẹ kru miên chẳng cỏ
ចឹងចង់ដឹងថាតាចង្កឹះនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកគ្រូនេះមានចំនួនប៉ុន្មានតោះឥឡូវកូនរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងមួយម្ដងមួយទាំងអស់គ្នាដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងដៃអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្ដារខៀននេះណោះតោះឥឡូវកូនរាប់តោះ1ចា1ឯណោះតោះសតទៀតកូន2 34តោះឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់បានប៉ុន្មានអីអំបាញ់មិញកូនចាបានប៉ុន្មានបាន4ឯណោះតោះឥឡូវយើងរាប់តទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្មើ8 4ហើយ5 6 7 8ចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានចង្កឹះចំនួន8អ្នកគ្រូដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីលេខ8អញ្ចឹងចំនួនគឺត្រូវស្មើនឹង8ណែណាកូនចាអំបាញ់មិញកូនបានឃើញរូបភាពផ្លែឪឡឹកចំនួន8ហើយនឹងរូបអេកេអឺនហើយនឹងចង្កឹះដែលអ្នកគ្រូរាប់ដាក់ចូលក្នុងកំប៉ុងនេះគឺមានចំនួន8ដូចគ្នាចាឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាកូនមកមើលនៅបានខាងនេះណាមើលលេខនេះធំអត់ច្បាស់ហើយកូនណាមើលច្បាស់អត់ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខ5 8ណាកូនចាលេខ8តោះឥឡូវមកសរសេរលេខ8ជាមួយអ្នកគ្រូចំនួន2ដងទាំងអស់គ្នាកូនដាក់ដៃស្ដាំចាកូនសរសេរមុនដំបូងកូនគួចវាណាកូនចាកូនគួចវាចុះមកក្រោមចាបន្តឈរចុះមកក្រោមហើយបន្តកាច់ចាបន្តឈរខ្សែកោងចាឡើងមកលើបន្តិចចាយើងសរសេរបានម្ដងទេតាំងសរសេរម្ដងទៀតកូនចាកូនគួចបន្ទាត់ឈរចុះមកក្រោមបន្ទាត់កាច់បន្ទាត់ឈរខ្សែកោងរួចហើយបន្ទាត់ឈរឡើងមកលើបន្តិចចានេះគឺជាការសរសេរលេខ8ណាកូនចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅកន្លែងនេះចាតោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយអញ្ចឹងកូនបានឃើញអំពីចំនួន8កូនបានឃើញលេខ8ចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងសរសេរម្ដងទៀតនៅលើក្ដារខៀនឲ្យកូនមើលតើលេខ8គេសរសេរបែបណាបាច់មិញអ្នកគ្រូបានសរសេរនៅលើនេះមែនអត់អ្នកគ្រូយកដៃមកសរសេរបែបនេះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងមកសរសេរនៅលើក្ដារខៀនឲ្យកូនមើលម្ដងទៀតណាកូនចាជម្រឿនអ្នកគ្រូសរសេរចាឥឡូវអ្នកគ្រូសរសេរហើយកូនឃើញអត់តោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសរសេរលេខ8ហើយណាកូនចាតោះឥឡូវនេះយើងរាប់ហើយអ្នកគ្រូនឹងដកចេញតោះឥឡូវកូនមើលទាំងអស់គ្នានេះអ្នកគ្រូសរសេរលេខ8ហើយអ្នកគ្រូសរសេរបាន1ហើយអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវសរសេរឲ្យបានច្រើននៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនណាចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងសរសេរបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងពេលដែលកូនសរសេរកូនសរសេរឲ្យកូនដកឃ្លាបែបនេះណាកូនចាកូនសរសេរដកឃ្លាបែបនេះចាចាតោះឥឡូវកូនសរសេរតាមអ្នកគ្រូមកតោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូសិនណាចាចំនួន8ចាចំនួន8ស្មើនឹងលេខ8ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាអំពីលេខប៉ុន្មានកូនប្រាប់អ្នកគ្រូបានអត់ចាគឺកូនបានសិក្សាអំពីលេខ8ចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសរសេរលេខ8ចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចសរសេរបានទាំងអស់គ្នាណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមជម្រាបលាកូនទាំងអស់គ្នាត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតយើងនឹងរៀនអំពីលេខជាបន្តទៀតណាកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាជូនពរឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាកូនចាជម្រាបលា